hello xin chào anh em à, chúc anh em mùa dịch à, à, sức khỏe mình an bên gia đình ha thì à, <laughs> thật ra cái nhiếp ảnh đó, nó có nhiều cái lắm mình à, tân gốc không có biết chia sẻ cái gì nên nó cứ trận lại miết cái kênh gà của mình nên là anh em cứ không biết cái gì thì anh em cứ hỏi thì hôm nay có một à, một anh em hỏi là anh gà chụp food thì ok tân sẽ chia sẻ tân không phải là người chuyên chụp food nhưng mà cũng là chụp kiếm tiền được rồi thì là có một số uh, cái như sau tân Rốc sẽ chia sẻ cho anh em thì đầu tiên tân Róc sẽ chia sẻ cho anh em uh, gọi là kêu là chụp food chuyên nghiệp trước ha <laughs> cho anh em hình dung về cái cái ngành này. chuyên chụp food này ok bây giờ tân Róc sẽ cho anh em xem cái uh, cái màn hình của Tân Rốc Ok, cái màn hình của Tân Rốc đây là cái by studio, by studio vn Thì cái trang này là của người bạn của Tân Rốc Thì anh này anh cũng có hỏi là Tân Rốc có thích chụp hình phút không nhưng mà Thì cũng thích đó nhưng mà nhìn cái này nó um, Nó hơi gọi là skill, skill gọi là công nghệ đó anh em Đó như anh em thấy cái màn hình Tân Rốc cho anh em xem ha chụp Tiger, mấy cái này là chụp hết nha anh em chứ không phải là mình vẽ 3D ha Thì anh này ảnh chuyên chụp mấy cái này có nghĩa là đỉnh của đỉnh uh, gọi là hiện nay trên thị trường rồi ha thì anh này ảnh tên là Vinh ha anh Vinh ảnh là người uh, Đài Loan gốc Việt thì giờ anh ở quận 5 á cái buy studio này là ở quận 5 đó cho anh em xem thì anh em cứ vô đây tham khảo ha đương nhiên là bây giờ Tân Rốc sẽ chia sẻ cho những anh em những cái uh, mà Tân Rốc biết thì anh em nào mà muốn đi theo chương hướng chuyên nghiệp á, thì là mình vô những cái trang này hoặc là mình vô những cái chỗ nào quán ăn sang trọng năm sao 10 sao gì đó à, xin lỗi ba sao năm sao gì đó mình coi những cái poster ở trên cái cái, cái cái, cái cái tiệm cái quán gì đó thì người ta sẽ có những cái hình thì mình để ý cái hình thì ok cái này là cái cao cấp nhất thì anh em vô cái food and drink nè ha thì đây là chuyên food thì hôm nay tăng rốc chủ đề của mình là chụp food ha thì uh, cái anh bạn này gặp Tân Rốc thì anh bạn này anh cố giới thiệu cho Tân Rốc quay một số cái Rồi anh không biết quay, anh chỉ biết chụp hình thôi Thì đây là những cái gọi là chụp đắt tiền nhất, những cái gói chụp đắt tiền nhất thị trường Thì một bức ảnh có thể lên đến 10.000 đô Nếu anh em mà có nghĩa là biết thì mình biết là cái hình này khi mà mình chụp xong á Thì là bên cạnh những cái máy đắt tiền, những cái lens đắt tiền, những cái đèn đắt tiền nhất thì nó cũng phải có một cái đội hoặc là chính cái người photographer phải gọi là hậu kỳ có nghĩa là phải rất cực kỳ nghiêm túc rồi khi chụp thì là có một cái ví dụ như khách hàng người ta sẽ cử một cái khách uh, người ta sẽ sẽ uh, bút lịch của photographer <laughs> thì bút lịch photographer bên cạnh nó có gọi là uh, producer khách hàng Nói chung rất là nhiều thứ khi mình chụp ra một tấm hình thì nó gọi là cực lắm chứ không phải là đơn giản anh em nhìn tấm hình này Nhiều người vô ô sẽ chụp này khen chê gì tùm lum như không biết ở trong đó là ví dụ như Ý của photographer như vậy Nhưng ý của khách hàng như vậy phải chiều theo khách hàng tại khách hàng là người trả tiền Nhiều người nói vô ô sẽ chụp cái tấm hình vậy 10.000 đô chụp tấm hình này sao mà à? Mất tiền quá hay chụp tấm hình này gọi là ờ bình thường thôi mà em xét ở nhà em chụp thư các bạn không đơn giản đâu các bạn ha thì đây là những cái gọi là tân rock uh, chia sẻ cho anh em để anh em hình dung về cái chụp food ha thì anh em có thể vô cái trang của người bạn của tân đốc được by studio để anh em xem hoặc anh em có thể có những cái job nào đó lớn mà anh em chưa chụp được hoặc anh em muốn học hỏi thì anh em cứ liên hệ đây by studio ha ngoài ra còn những photo rapper khác thì tân đốc không biết thì tân đốc chỉ biết là cái anh bạn này và anh bạn này có hỏi là Tân rốt có thích chụp phút không Tân rốt nó không <laughs> thì là mà nếu mà thích chụp phút đâu bao nhiêu chụp rồi nhưng mà tại vì mình cái đầu Tân rốt đã làm cái showbiz nó nhiều năm lắm mà giờ kêu mà nhúng tay vô cái cái chuyện mà nhức đầu nhiều người bàn luận nhức đầu bàn về cái tấm hình của mình đó thì mình chịu không được có nghĩa là mình hơi yếu về chuyện đó thì mình chấp nhận mình biết mình chỉ chụp gọi là phong cảnh đời thường uh, chuyên về cái đó thôi ha thì mỗi người có một style nếu anh em thích food thì đây dạ <laughs> yeah, ha những cái tấm hình gọi là kinh khủng à ánh sáng đồ đó thì anh em phải để ý cái ánh sáng thì chút nữa tân rốc sẽ chia sẻ cho anh em cái cách chụp food như thế nào từ đơn giản rồi sau đó mình lên nâng cao ha ok rồi xong cái trang by studio này ha anh em có thể tham khảo riêng bên cạnh á, ảnh còn có chụp rồ đất nè ha ha rồi đó nói chung là những cái thương hiệu lớn đó ha kinh khủng chụp rồi hậu kỳ từng ly từng tí một cỡ nào cũng có muốn gì cũng được ánh sáng như thế nào thì cái này phải vô gọi là oh, có cái kìm này chụp đẹp quá nè đó uh -huh. quá phê ok thì uh, Tân Lóc uh, sơ lược cái này cho anh em thôi bây giờ mình tắt bây giờ vô cái gọi là của Tân Lóc Tân Lóc đi chụp uh, hình uh, gọi là uh, Bây giờ Tân Rốc uh, search cái phở thịnh đi. Tân Rốc có chụp cái phở thịnh. Cái phở thịnh cũng là một cái thương hiệu uh, lớn lớn. À, này, anh, anh ở Sài Gòn anh em mua lại đồ của... Um, uh, um, thì mình coi ở trên uh, Foodie đi ha. Foodie đi. Uh, oh. Đây, những cái hình giống hình này là Tân Rốc chụp nè. Đây, cái thấm hình này. Oh, mấy cái này người ta chụp điện thoại người ta up lên. bộ sưu tập và phải đăng nhập ảnh và video vô đây cả à... thôi tắt cái này đi thì cái tấm hình ở đây nó chỉ hiện lên một cái tấm hình Tân rốc chụp cái cái phở gọi là cái phở um, tái lăng là uh... ok Tân rốc tắt cái này nha cho anh em vô xem cái cái bộ album này tăng đốc chụp uh, rất nhiều tấm à, anh em coi đây này, ha là 300 48 tấm nhưng mà tân rock là, là lượt ra những cái tấm mà gọi là bình thường, à, cái tấm mà gọi là thấy gọi là dễ chịu nhất thì show ra cho anh em thì đây ha. Cái này là cái concept tân rock chụp. Thì trong cái nhiếp ảnh á giống như cái anh bạn mà by studio của tân rock á, anh anh winchen á, thì ảnh ảnh khi mà trước khi tân rock đi chụp hình phút thì tân đốc có gặp ảnh thì ảnh mới chia sẻ là à, cái basic của cái 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 phút thì giờ tân đốc, đốc chia sẻ cho anh em luôn thì cái này nó cũng nó cũng là basic thôi nhưng mà anh em phải phải đơn giản tại sao anh em chụp cái tấm hình mà anh em cảm thấy nó sao không nó không giống nó không có chuẩn thì do là cái bố cục của mình thì cái đầu tiên á một là anh em chụp thẳng chụp cái góc thẳng băng ví dụ cái bánh đây anh em chụp góc thẳng này hai là anh em chụp 45 độ đúng 45 độ mua cái chai bốt Cái đầu bô nó có cái độ á, bẻ đúng 45 độ chút xuống, chĩa vô ha, 45 độ Hoặc là top shot Chứ đừng có lưng lửng ha Thì là vậy nó đã chuẩn rồi Rồi ok, bây giờ bên cạnh nó Tân Rốc sẽ Chia sẻ cho anh em những cái gọi là chụp phút uh, Food mà Tân Rốc biết ha Đương nhiên nó còn nhiều cái lắm nhưng mà là Tân Rốc biết cái gì Tân Rốc chia sẻ cái đó thì giống như bây giờ tân rốc chụp cái à, cái à, tân rốc giả cái ánh sáng trời ha thì à, phải che chắn lại rồi cho cái ánh sáng đánh đèn flash xuyên qua những cái đó thì nó tạo ra cái khối anh em thì giờ à, tạo ánh sáng trời thì trong một bức hình mình chụp hình phút thì là nhiều anh em cứ chụp là cứ bài lên chụp nghĩ về đó rất đơn giản nhưng thực ra nó không đơn giản thì tại sao là trong đám bạn của tân đốc thì ai cũng biết chụp hình nhưng nhưng mà họ lại người ta chắc không bút họ chụp mà người ta bút mình chụp tại vì mình hơn họ một cái gọi là mình có gọi là Idea trước không phải có idea trước mình ghi lại tay anh anh đạo diễn charlie nguyễn anh có nói là phải cảm nhận trước ok thì cảm nhận trước là Mình phải hình dung trước những cái hình ở trong đầu mình trước khi mình chụp cho khách hàng thì giống như là anh em trước khi quay một bộ phim thì anh em phải lên cái kịch bản. Anh em muốn nói gì, anh em muốn diễn viên diễn như thế nào thì là mình phải có hình dung được cái đó trước cái đã. Chứ không phải vô đến đó uh, 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 nói có stylist nhưng mà thực ra bây giờ anh em chụp mà... bình thường như vậy Tân nói cái gói này nè, cái gói này đang góp tân góp chụp là 20 triệu. Cho gọi là 10 10 món, 20 triệu. Thì là nó cũng gọi là bình dân chứ không gọi là 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 là, là cao cấp lắm thì cái so với cái nãy anh kia bên chụp là 10.000 đô thì 200 triệu thì nó gấp 10 lần thì nó một cái level khác cái ánh sáng đèn khác một cái đội ngũ khác ha thì nó đương nhiên là mình uh, chụp với cái gói 20 triệu này đương nhiên là mình không phải là mình nói là mình chụp 20 triệu là mình sẽ hạ cái đẳng cấp mình xuống không phải tất đó không R3 ha thì cái hình mình chụp ra nó cũng đầy đủ chất lượng và in ra một cái hình lớn thì cái R3 thì có thể In ra một cái bức tường kinh khủng đó anh em Tại nó 8K ha. 8K, 10K thì nó là mà Cũng kinh khủng đó Thì khi mà họ in lớn Họ treo ở cái cái tiệm Cái quán phở của họ Thì mình vô mình xem Rất là hài lòng Tại vì nó bự mà Nó rất còn nét Chi tiết Thì anh em xem đây Thí dụ như ha, Cái này thì nó có concept hơn Nó kỹ hơn à, Thường thường á Chụp thì Đúng là phải có stylist sắp cho mình Nhưng thường thường anh em Chụp những cái quán Những cái quán ăn họ tiết kiệm chi phí mà không có thuê stylist đâu cuối cùng uh, uh, họ nói là họ có stylist nhưng cuối cùng mình cũng là người sắp lại hết tại vì họ sắp họ có biết gì bố cục đâu họ sắp thì mình cũng sắp lại hết thì thí dụ như cái tô này là cái tô cái đầu đuôi bò thì thưa anh em cái đô đuôi bò họ ra họ đưa họ đâu có sắp cái miếng bò cái đuôi bò đẹp nhất lên cái cái chính chính giữa đó ngay cái khúc này đó anh em đó. thì tầng rốc phải sắp để người ta hình để người ta thấy cái cái miếng đuôi bò gọi là đẹp nhất thì người ta nhìn vô thì người ta thấy cái điểm nhấn đó là cái đuôi bò chứ người ta không có nhìn cái miếng thịt bò này nha anh em tại vì cái này chỉ là trang trí thôi cái này màu đỏ nó cũng hơi nổi á nhưng mà tại vì nó ăn kèm với cái món này nên là người ta nhét vô chứ đúng là tân rốc chỉ chụp cái tô này thôi thì hồi tân rốc cũng có có chụp cái tô này đó thì cái điểm nhấn của mình là cái miếng đuôi bò anh em ha thì đương nhiên mình sẽ chụp à, cận trung toàn ha, cận là sát vô thì anh em có ống mặt rô thì anh em chụp sát vô khép khẩu lại cho nó dày cái nét lên cận rồi lấy ra cái trung rồi lấy ra cái toàn thí dụ đưa cho khách hàng nhiều lúc người ta thích cái toàn người ta muốn đi co chữ kế bên nữa như thế nào đó? thì cái đó gọi là cái 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 kinh nghiệm của mình ha chứ nhiều lúc mình chụp mà nhiều lúc người ta phải đưa cho bọn design được design nó ủa nó nhét chữ ở đâu ha thí dụ như tân chụp cái này thì nó có cái đó nó có cái không gian đi dù ta muốn đánh chữ ở đâu đây hoặc là góc này hay như thế nào đó chứ mình chặt quá thì cũng không được nha anh em đó thì giờ tân đốc sẽ sơ qua cho anh em cái hình mà phở thịnh của tân đốc dập đó ha đó nhìn nó phải gọi là uh, thì tân đốc cái này có xử lý qua photoshop rồi chứ không phải là tại vì cái bàn nó dơ lắm mình phải xử lý sạch sẽ đàng hoàng thì giờ không có cái hình mà gọi là cái hình mà chưa chưa xử lý cho anh em xem à, để Tân rốc xem cái hình cái hình hình như có đó anh em đây là đây đó cái hình chưa xử lý anh em thấy không này cái bàn nó dơ nó là mấy cái lấm đớm lấm đớm là cái màu sắc nó đó đó sau khi xử lý xong ok đó chụp ha rồi sau khi xử lý anh em thấy nó sạch sẽ không thì cái tấm hình quan trọng đối với Tân rốc đó nha thì Tân rốc cảm thụ là cái tấm hình mình lúc nào chụp cũng phải sạch sẽ thì sạch sẽ làm sao thì tùy cảm nhận của mọi người chỉ đây nó còn cộng rau nè anh em thấy không rồi cộng hành rồi dơ nước nè tùm lum hết nè mình phải xử lý cho nó gọi là sạch sẽ nhìn vô tấm hình nó sạch sạch bon ha không có dơ thì là cái, cái tiêu chí đầu tiên của tân rốc chụp vô là phải sạch cái ạ à? ha rồi xong mới đến bố cục màu sắc gì đó điểm nhấn như thế nào thì giờ đó cái miếng này đó anh em thấy không nhìn đề không thấy nét nhưng mà nhấn vô thì thấy nét dữ lắm. Thì là cái anh này kia là món 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 gân bò, gân bò. Ok thêm nữa là rất nhiều nè anh em thấy không? Rất nhiều. Thì chụp uh, kinh khủng lắm nhưng mà tao rất lựa ra những cái tấm thì cuối cùng khách đưa cho khách hàng ta lựa lại lần nữa thì là mới uh, mới chốt đơn. Đó, thì cái này là cái góc top shot nè anh em thấy không? Đó. Thì là uh, đó, Tân đốc chia sẻ cho anh em Đó, nét dữ lắm Đó, thì anh em uh, Cần hỏi gì thì anh em cứ uh, Gọi là Đó, cái tấm này là hình như là cái tấm uh, Cái tấm uh, ở cái đi uh, đó anh em Giờ lại phút đi Ở này phải tình khác Phở tình Bison Bison nó có chữ bài son nữa bài quận 7 một cái ha quận tư cái quận nhất một cái quận hai cái. Eh, cái thì anh em cái này thì tùy gu nhưng mà thấy anh em cũng khen dữ lắm anh em mọi người cũng khen dữ lắm đó đây ha bản tao vỡ tao vỡ thằng rớt khi lên mạng này sao nó chán quá vậy ta họ không họ, họ họ không có làm cái 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 cái, cái cái đó cái tấm này là cái tấm à, này ha à, đó cái tấm là hình của mình được lên gọi là. đó thì là cũng dinh à, hạnh đó. đi vô ăn phở thì cũng thấy hình mình chụp đồ này nọ ok đó là cái gọi là cái cái tầm trung hồi nãy là giới thiệu cho anh em cái tầm cao là chụp sản phẩm chụp phút uh, ha còn bây giờ tăng lốc uh, chỉ cho anh em xuống cái nữa đó là chụp menu thì ok, menu thì ở đây Tân Rốc có cái Cái project quán 1976 Quán 1976 là cũng Là quán chuyên món Bắc ha anh em Quán chuyên món Bắc thì là uh, Họ có 50 món á Thì Tân chụp cho 50 món đó thì là Mỗi món lấy 500 nghìn Thì là 50 món là 25 triệu Ok, chụp 2 ngày, 3 ngày gì đó thì cái này là nó nó sẽ đơn giản hơn cái gọi là cái cái cái, cái kia nhiều thì tân đốc sẽ chia sẻ cho anh em luôn thì cái này nó đương nhiên là nó sẽ không nó sẽ không gọi là chuẩn như cái nãy thì nó cũng là được nhưng mà sạch sẽ gọn gàng thì ok bây giờ tân đốc chia sẻ nhiều người anh em thấy anh em chụp đó, thì không có để ý cái ánh sáng thì thí dụ như đây là cái tân đốc nói đây là cái chủ thể và cái góc camera mình ở đây thì đương nhiên thường thường nó góc chụp đó là nó có một cái ánh sáng ngược ở đây một cái ánh sáng ngược ở đây và một cái ánh sáng chụp xuống về đương nhiên là tùy anh em muốn điểm nhấn nó là điểm nào nhưng mà thường nó góc chụp cái cái album này nè nó róc đánh một cái đèn ở đây dù góc camera ở đây ha góc camera góc camera đây rồi về nói vậy cho anh em hiểu đi góc camera ở đây thì ánh sáng ngược là đánh đây đánh đây nha thì đánh đây để cho nó có cái khối hoặc là anh em đánh xéo đây hoặc là tân rốc đánh xéo đây tùy xéo đây hoặc xéo đây ha rồi có một cái top shot nữa đánh hai đèn cho cái cái combo 50 món này thì đó tân rốc có chụp cận trung toàn trái phải thì là đi co gì tùm lum anh em thấy lên màu ghê không ha cũng kinh khủng chứ bộ cũng quá đã đó nét nó lên rồi nè tại vì cái máy nó hơi chậm nên là tân rốc không có không, không có À. thì à, cái quan trọng nhất cái của chụp ảnh là cái gọi là cái điểm nhấn của cái tô này Thí dụ như tân rót chụp cái tô này là cái tô uh, cái tô bún riêu bún riêu uh, uh, full combo ha bún riêu đặc biệt thì ở trên đây nó có họ đầy đủ những cái món ăn nhưng tân thấy riêng tân Rốc thấy là cái con ốc nó nổi hơn những cái khác thì là thường thường anh em ăn thì anh em thích ăn ốc Không biết là mọi người có đúng vậy không Thì ra Tân Rốc thấy là cái bún riêu Thì cái con ốc á, nó là cái điểm nhấn Nên Tân Rốc sắp cái con ốc như vậy Thì anh em mốt có đi chụp cho anh ta Thì anh em phải để ý Là cái món nào á, thì mình phải sắp Rồi xong rồi Tân Rốc nhấn vô Mình chụp nhấn vô Ok, mình chụp nhấn vô Thì đương nhiên là cái ớt cái tiêu này là tân rốc cũng gọi là sắp hơn luôn anh em anh em thấy tân rốc lấy vô nét vô đúng cái con ốc này không thấy không anh em thấy cái ớt đây nó hơi ao ao không nhưng mà nét nét con ốc này có nghĩa là cái điểm nhấn của tân rốc là cái con ốc này nha ok đương nhiên là nó có có top shot nè anh em thấy không đó full combo thì mình chụp đi khách hàng lựa cái nào khách hàng thích cái nào khách hàng lấy cái đó rồi, xong đây đến cái món chả cá cua này nè, thì điểm nhấn của Tân Rốc là cua à, Với lại chả cá, đó, cái này bánh đa cua nè anh em à, Đương nhiên là mình cũng có một cái gọi là close-up, mà lúc nào cũng có close-up nha em, đặc biệt Là thức ăn chụp càng close-up nó càng gọi là nổi lên, anh em thường thường chụp à, Hay bỏ qua cái close-up đó, thì nó, nó không đúng Thì mình chụp đúng cái close-up này nè, đó, càng sát vô vậy nè mình sẽ rồi đương nhiên là càng sát vô thì nó nổi những cái nhưng không sạch sẽ thì mình phải gọi là lấy nó ra rác rến thì mình phải lấy nó ra ha rồi tu lên những cái điểm nhấn nào mình cần nổi chẳng hạn như đây là nó có gạch cua nè nó có cái chả nè mình phải chụp sát vô như vậy đó anh em ok ha để tôi rót qua những cái món khác Ừm uhm. đó đây nó cũng là gọi là ốc ốc chuối đậu nè ốc ôm chuối đậu gì nè rồi để tôi rót qua cái món khác đi uhm. Oh, nhiều món lắm ok bữa tân rốc tâm đắc nhất là cái món cháo lòng ok bây giờ hồi nãy chia sẻ cho anh em rồi ha vậy nhấn vô đây là anh em chắc nhìn vô anh em biết điểm nhấn lại gì rồi, đúng không thì là cái người đầu bếp người ta múc cháo ra xong người ta cũng đưa cho mình thôi chứ người ta đâu biết sắp đâu nhưng thường thường tân rốc ăn và tân rốc cũng biết luôn là cái lòng cái ruột á cái phèo á là cái mà hấp dẫn nhất của tô cháo thì anh em thấy không đấy cái cục phèo Tân Rốc để lòi ra vậy đó Thì chụp vô Người ta nhìn vô Cho người ta thấy ngon liền Thiệt anh em ơi chứ Tân Rốc Dân sành ăn nó Nhìn mình chụp vô là mình phải biết là Đó Mình biết là Mình phải gọi là Thèm liền Đó Nhìn cái miếng phèo Nó bóng mở ra vậy đó Bữa có rắc tiêu lên nó dính Nhưng mà Tân Rốc rất cố gói dạt qua Để mà cho nó nổi cái miếng phèo lên đó, cái điểm nhấn là miếng phèo Đó ha thì chụp là có đinh nhấn đó miếng phèo anh này, anh này em thấy không rồi đương nhiên cái này sẽ nó có chanh ớt quỷ gì đó vô rồi hợp lý không hợp lý không đó miếng phèo này nè nó rõ lên kênh này kia mà Đó anh em thấy không thấy miếng phèo chưa đó, nó nó thấy... phải kinh khủng vậy đó một xe máy giật quá vậy hả đó. rồi ha giờ qua tóc khác nhiều quá, không biết. Thì cái này chụp menu thì nó cũng không có gì đơn giản thì có những cái tấm mà à, mình thấy tâm đắc thì mình à, mình à, mình nhấn vô tại cái menu nó không quan trọng nó chỉ là cái menu nó in nhỏ 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 ra vậy nè anh em, rồi chúng đăng Facebook. Đăng Facebook. Rồi ok, đây rồi đến cái gà đi. Thì không biết là anh em có gọi là cái cái tương phản màu không? bữa người ta đem ra cái dĩa trắng cái vàng, màu vàng đi cái màu trắng không có lên nổi thì thôi nhắc lại cho anh em luôn đấy ha vòng tròn màu anh em nhớ cái này nha vòng tròn màu ok giờ á con gà là cam mà nó đối lập của nó là màu xanh dương ha anh em nhưng mà trong cái món ăn thì nó không có màu xanh dương nữa chứ có màu xanh lá thôi thì đây mình lấy cái này với cái màu này anh em thấy không nè cam với xanh lá này hay không cam với xanh lá nè đó cam với xanh lá nó đối nhau thì nó làm cho nó nổi lên thì đỏ cam xanh lá nó đối với đó vậy đó à, anh em nhắc lại anh em chút xíu thì anh em vô ra tham khảo mốt mình để ý cái này chút xíu đó thì là cái con gà đây là gà ướp muối hoa tiêu gì đó thì là họ đem ra cái dĩa trắng Chứ nhìn như sao mà chụp như một cái dĩa trắng được không có stylist nên là mình đương nhiên mình có kinh nghiệm chút xíu thì thằng rock dòm qua dòm lại thấy à họ trồng cái cây sen thì mình nói mình ngắt lá sen được không mà nó được lá sen mình bỏ lên đây mình chụp thì đương nhiên mình phải chụp thì cái điểm nhấn của cái con gà là cái gì đây là cái đấy đấy anh em thấy chưa đó thịt gà và cái da gà mình phải sắp làm sao cho nó gọi là lòi cái cái thịt lên đó cái điểm nhấn thì nhìn vô nó ngon nó bắt mắt đó nhìn cho nó hả gọi đây là chụp sát vô nè em thấy không chụp căng vô sát rác vô đó, mốt họ mà có in cái này ra họ nhìn cái miếng thịt gà đó anh em thấy nó nét lên không tại vì cái máy nó hơi chậm nó hiện lên vậy là anh em thấy là hả bự nguyên cái miếng gà nó bự như cái mặt mình vậy đó, đó đây là ha cái màn hình của tân rốc là 42 mươi in ha mà cái miếng gà nó còn bự hơn cái đầu của tân rốc này nhưng mà nhìn vẫn nét đó là do cái 8 k đó anh em r ba đó ha rồi ok, mình nói đến cái, cái 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 phèo đi đó Cái phèo Tân Rốc cũng nhấn vô cái ruột nè, anh em thấy không Đó Mình là... để chút xíu Chút xíu Đấy, rồi Ở đây nó có cái gọi là uh, Mắm tôm nè, chấm với mắm tôm nè Rồi gỏi gà gì nè, tùm lum đó nè Thì Tân Rốc chụp cái bộ này là 500 ngàn là cứ như là bét nhất rồi, à. Tân Rốc không chụp rẻ hơn được nữa Thì là Ai muốn chụp trẻ nữa thì đi chỗ khác chụp chứ mình giá đó là hết maximum rồi. Thật ra anh em đó coi là um, tổng cộng là mình chọn được hai trăm mấy tấm mà bữa tôi chụp mấy ngàn tấm lần, không phải đùa đâu. đó, đó kinh khủng. Anh em, đó, thì ra mấy món này nó cũng đơn giản thôi, tại vì uh, chia sẻ cho anh em những cái nhấn nhá, những cái hình dung trước của mình, những cái gọi là uh, để ý chút xíu của mình thì là mình mình làm photographer thì mình phải hơn những cái người chụp bình thường là gì đó giống như cái này tân đốc nhấn vô cái da ăn cái giò heo chiên giòn thì cái da nó phải giòn nhấn vô cái da của nó đó đương nhiên là cũng có chụp full full rồi chụp nước chấm rồi chụp này nhưng mà là cái mà nhấn mình cũng nhấn vô là cái điểm nhấn là cái da đó đó thì vậy thôi có đôi điều gọi là chia sẻ cho anh em về À, chụp phút thì uh, mốt mà anh em có gọi là qua dịch rồi đó mà anh em có nhận show thì anh em cũng uh, can đảm ha để mà nhận show ha rồi rồi mình uh, tìm tham khảo thêm những cái trang khác chứ đừng riêng gì tân Rốc, tân Rốc cũng không phải là dân chuyên, chuyên chụp phút đâu à, có thể là hỏi thêm cái anh uh, đi theo hướng chuyên nghiệp là hỏi cái by studio ha hoặc là bút show cho ảnh rồi làm việc với ảnh xin việc làm với ảnh hay như thế nào đó nè mà bún trả bún chả đó thì bữa tân phải nhấn vô cái miếng cá đó ha không chụp lúc nào cũng phải nhấn vô rồi đỏ thì đi dưới xanh lá nó đối chọi màu với nhau thì nó nó tạo cái gọi là cái cái tương phản màu ha ngoài cái tương phản ánh sáng là mình phải có tương phản màu đó ok ha Thôi, cái clip này tân rất nghĩ ok cũng đầy đủ rồi đó thì anh em có muốn hỏi gì thì anh em cứ comment ở dưới rồi tân Rốc sẽ hay là anh em muốn hỏi về cái khía cạnh nào về nhiếp ảnh mà tân rốc biết được thì tân rốc sẽ chia sẻ cho anh em nha chứ đừng để tân rốc không biết phải gọi là chia sẻ gì tại nó nhiều quá nên là cứ cái kênh gà nó cứ ngưng, ngưng 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 ngưng, hoài à. mình cũng không phải là chuyên làm kênh youtube để kiếm tiền nữa, nên là cũng không khó gọi là phải ra clip thường xuyên, ID thường xuyên Nên là cái này mà Tân Rốc muốn chia sẻ cho anh những anh em nào basic thôi ha Ok, chúc anh em nhiều sức khỏe um, và có nhiều show sau khi hết dịch ha, chụp phút cho thiệt đẹp. Bye bye, chào tạm biệt anh em.